Sau khi kết thúc V-League thì hầu hết là đã tập luyện trong ngày buổi đầu với khối lượng vận động khá cao, thì em và các đồng đội cảm thấy buổi tập ngày hôm nay như nào? Thì sau khi V-League của bọn em thì cũng được nghỉ một tuần, thì khi quay lại tập luyện thì ngày đầu thì cũng là tương đối là ổn, bởi vì khối lượng tập cũng không quá nặng đối với. Hôm nay có một trợ lý ngôn ngữ mới là ông Han Yong Kuk, thì so với người cũ là anh Huy Khoa, thì cái việc truyền đạt từ ông Park đến các bọn em thì nó có thuận tiện hơn không? Dạ thì ông ấy là người Hàn nên mà nói tiếng Việt thì cũng không có sát ý được bằng chú Khoa trước. Với cái số lượng cầu thủ tới lên đến 34 người hiện tại, thì cái việc cạnh tranh các vị trí thì em thấy đội tuyển lần này như nào? Thì cũng là mấy ngày đầu tập luyện thì cái đó thì cũng chưa có, em cũng chưa đánh giá được như này. Anh em khác hỏi gì? Anh vừa hỏi trước. Chuyện ăn ở sinh hoạt của bọn em ở đợt tập trung này có khác gì so với đợt khác không? Bọn em bây giờ thì ở trong liên đoàn này chứ không phải ở trên khách sạn La Thành, nên là ngày đầu tiên thì em cũng chưa thấy được. Nên là chắc là ở dưới này thì cũng phòng ốc với ăn uống cũng ổn. Giờ đây trong tập thể 34 người thì Phượng là một trong những cánh chim đầu đàn, một người có rất nhiều những kinh nghiệm và trải nghiệm bóng đá. Vậy thì cái Phượng có hiểu được rõ cái trách nhiệm cũng là cái vai trò cho cái việc mà sẽ hỗ trợ anh em tập thể của U23 Việt Nam không? Thì em cũng tập trung U23 cũng lâu rồi, thì em cũng là một đàn anh đi trước, thì em cũng sẽ cố gắng động viên các em để cố gắng phấn đấu để thành một tập thể mạnh. Đội trưởng mình đã có ban cán sự của đội chưa? Mấy ngày đầu thì chưa có. Nhà báo còn có hỏi nào không nhỉ? Giải M150 này ở Thái Lan ấy, thì Phượng và các đồng đội đặt tâm thế như thế nào? Bởi vì chúng ta thường thắng ở trận giao hữu, nhưng mà khi đến giải chính thức thì chúng ta lại không thi đấu tốt. Thì mình đặt tâm thế như thế nào ở một giải giao hữu? Thì đây giải giao hữu thì bọn em cũng, đây là một thời gian chuẩn bị, thì bọn em cũng cố gắng để chuẩn bị tốt nhất để tham dự giải ở bên Trung Quốc thật tốt. Chúng ta gặp rất là nhiều đối thủ mà ở tầm châu lục ở giải đấu này. Thì Phượng mong muốn là gặp những cái đối thủ như thế nào, như là Thái Lan hay Uzbekistan, thì mình sẽ thi đấu được như thế nào? Là ý câu hỏi anh đúng không? Là mình mong muốn thi đấu được như thế nào ở cái giải đấu?